Xin chào tất cả anh em, mình là Tony Baker đây. Thì hôm nay mình thấy trên mạng là có rò rỉ ra một hình ảnh của chiếc Honda Winner X, là một chiếc xe thế hệ mới, côn tay, thể thao, thế hệ sau của chiếc Winner hiện tại của nhà Honda vừa ra mắt. Thì khi mà mình xem hình ảnh này, mình biết được đây là một hình ảnh chính thức. Thì mình phải nói, mình phải thốt lên là Honda họ đã thay đổi rồi. Họ thiết kế những chiếc xe mang khuynh hướng thể thao hơn, cá tính hơn và mạnh mẽ hơn, phù hợp với giới trẻ hơn. Có lẽ là sau cái việc mà họ thiết kế ra chiếc Winner mang cái xu hướng hơi kiểu như là lớn chạy cũng được, nhỏ chạy cũng được, thì Honda thấy rằng đa số những cái đối tượng lớn tuổi họ không chạy Winner mà họ chạy những chiếc xe tay ga. Còn Ad thì tại sao lại chạy nhiều? Đa số những giới trẻ thích cái sự thể thao cá tính đẹp, hầm hố người ta mua. Vì vậy Honda đã lắng nghe người tiêu dùng, thiết kế lên chiếc Winner này, phải nói là rất đẹp, đánh giá là rất đẹp ha. Đối với dòng Underborn hiện tại thì đánh giá chiếc Winner rất là đẹp. Mình không nói là Winner đẹp hơn Ad hay là Exciter đẹp hơn Winner, nhưng mà mình chỉ đánh giá là chiếc Winner nó đẹp trong phân khúc Underborn 150cc. Và trên đây là những cái mình thấy là rất là đáng giá giá trị lớn trên chiếc xe này. Đầu tiên thì chúng ta phải coi đến một cái mình nhìn tổng quát từ phía trước ha. Thì Honda Winner X trang bị một cặp đèn pha LED nhìn khá là hầm hố và ngầu, cùng với đó là cái chữ Demi, cái đèn Demi có cái hình xéo xuống rồi bên kia xéo qua, thì làm cho chúng ta liên tưởng tới chữ X, Winner X. Và cái đầu đèn này mình cảm thấy nó khá là to và khá là ngầu. Nó cái đầu đèn này nhìn nó tương tự với những chiếc Sportbike, nó giống như những chiếc Sportbike tựa như CBR 250 RR hay là CBR 500R 2019 đó. Thì cái đèn pha này mình nghĩ là nó sẽ cho một ánh sáng rất là tốt, độ sáng rất là ok và nhìn chiếc xe nó rất là ngầu thể thao. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ nói tới cái đèn xi nhan. Đèn xi nhan của con này cũng là đèn xi nhan LED luôn. Này, các bạn mà nào mà gần như Honda cũng biết rồi đấy. Cái đèn xi nhan này được trang bị trên tất cả những dòng Nextbike, Sportbike của Honda trong thời gian gần đây, như là CBR 650R, 500R, 250R hay là CB 150R cũng đều xài cái cặp đèn xi nhan này. Và cái cặp đèn xi nhan này có giá trị cũng khá là cao, chứ không phải là như là những cái cặp đèn xi nhan mà halogen. Và cái đèn xi nhan trước đã tách rời ra, chứ không còn là một cái đèn mà dính trong cái nhựa nữa, mà là tách rời ra. Anh em mua về, anh em cũng có thể độ lại thành những xi nhan gọn hơn, hoặc là như thế nào đó. Còn cái đuôi thì anh em cũng có thể là làm xi nhan cúc áo hay là xi nhan đúc đít bản số các kiểu. Còn ngoài trước thì anh em có thể xài xi nhan mũi tên hay là xi nhan hình tam giác để cho nó gọn hơn thì cũng được. Nhưng mà nghĩ cái xi nhan đi theo xe là rất là đáng giá. Cái cặp xi nhan này mình coi không làm như là 400-500 ngàn ấy. Rồi sau khi nói tới cái xi nhan thì nhìn xuống cái yếm nè. Yếm thì về nhựa và thiết kế mình không nói tới nữa, mà mình sẽ nhìn xuống cái độ gác giò. Thì cái độ gác giò này là hình như là mình nhìn theo hình này thì nó hình như là nó được sơn màu bạc, mà không biết cái độ gác giò này bằng cái gì. Nhưng mà cái độ gác giò này nó làm cho chúng ta thấy được là cái xe này nó làm kiểu như là nhìn ngang qua giống như là một cái cần số gãy đó các bạn. Và thực tế thì mình chưa nhìn kỹ, mình chưa biết sao, nhưng mình có cảm giác như nó là một cái cần số gãy gì. Nhìn rất là đẹp. Oppo cũng là màu bạc luôn, nhìn rất là đẹp. Và cái độ gác giò ở phía sau hình như là cũng là bằng cái gì, bằng nhôm hay là bằng cái gì đấy mình không biết, nhưng mà nhìn nó cũng, nói chung là nhìn nó rất là nổi, rất là đẹp. Mình cảm giác như là có một cái sự sang trọng và sắc sảo, chứ không đơn thuần là một cái thiết kế bình thường. Nhìn nó rất là sắc sảo luôn. Mình nhìn cái độ gác giò mình còn thấy nó đẹp hơn chiếc R15 V3 của mình nữa. Và ở phần đuôi ở phía sau thì thiết kế kiểu khí động học, có một hai cái hốc gió. Ở đây mình, cái hình này mình nhìn nghiêng mình chỉ nhìn thấy được một cái hốc gió ở đây thôi. Thì mình không biết là cái hốc gió này là nó chỉ trang trí thôi hay là có thể là hút gió được, thì mình nghĩ chắc là trang trí thôi, nhưng mà nhìn nó cũng rất là thể thao. Mình không biết cái kích cỡ bề ngang của chiếc xe khi mà nhìn ở ngoài thế nào, nhưng mà mình nhìn thấy nếu như mình làm như thế này thì mình nhìn từ phía sau tới mình thấy cái xe, cái phần yếm xe, hai cái hông nó sẽ rất là to. Và một cái điểm đặc biệt trên chiếc xe nữa là mình nhìn xuống dưới đây, mình đã thấy là nó được trang bị ABS bánh trước. Bánh sau mình không biết có ABS không, ABS hai kênh hay một kênh, nhưng mà nó đã có ABS. Thì thực tế mà nói thì xe 150 á thì ABS
có cũng được, không có cũng được, nhưng có ABS thì nó sẽ giúp cho anh em an toàn hơn khi sử dụng. Đặc biệt là những anh em mà chưa rành về xe, mới tập xe mà chạy nhanh và lỡ có tình huống khẩn cấp mà khi thắng lại trời mưa trơn trợt hay là điều kiện đường sá không ok thì nó rất là dễ bị trật bánh. Và khi qua ABS thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc mà bị trật bánh khi mà chúng ta có tình huống mà phải phanh gấp, hay là chúng ta không biết dồn số ấy, anh em mà không biết dồn số ấy, anh em phanh bằng phanh ấy, thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Là một tính năng an toàn ở trên chiếc xe này. Rồi, còn về cục máy thì mình không biết là Honda họ có cải tiến, họ có tăng mã lực lên hay không. Nhưng mà mình thấy cục máy thì nó cũng giống như là Winner hiện tại, hay là mình nghĩ là nó cũng là như là CB150 hay là CBR150 thôi, chứ cũng không có vượt trội mấy. Tại vì dù sao nó cũng là dòng underbone mà, chúng ta không thể nào đòi hỏi một chiếc xe underbone mà có thể chạy với cái mã lực như là Sport được. Cho dù là cùng phân khúc thì dòng Sport lúc nào cũng nhanh hơn, mạnh hơn. Rồi, và mình nhìn xuống đây thì mình thấy cái mâm xe thì mình nghĩ là cái mâm này là nó thừa kế cái mâm của chiếc Winner hiện tại. Mâm này là mâm trước là 1.85 inch và sau là mình phỏng là chắc khoảng là 3 inch, giống như cái mâm riêng của chiếc Winner hiện tại vậy đó. Thì cái size lớp trước là 90-80 và size lớp sau mình nghĩ là cũng là 120-70. Thì Honda thì họ không có thay đổi về cái thiết kế mâm. Cái mâm nó vẫn nhỏ, mình nghĩ là nhỏ tại vì cái mâm riêng của chiếc Edge là đã là bản 3.5 rồi. Mà cái mâm zin của chiếc Winner hiện tại là cái bản chỉ 3 inch thôi, cùng đi một size vỏ thì các bạn cũng thấy đấy. Nhìn cái bánh của chiếc Edge nó lại nhỏ, nó lại to hơn rất nhiều so với cái bánh của chiếc Winner. Thì mình nghĩ cái này nó cũng tương tự như vậy. Anh em nào mua chiếc này về điển hình như mình, thích bánh to thì chắc chắn là phải lên một cặp mâm khác, cặp mâm OZ các kiểu rồi thì cũng được ok. Lên mâm OZ 4.5 inch thì nhìn nó to đẹp hơn. Rồi, còn về những cái chi tiết khác thì cái hình này mình chỉ nhìn được một góc thôi, mình không biết cái đồng hồ của nó ra như sao và không biết cái đuôi nó như thế nào nữa, thì mình không có đánh giá tổng quát được. Nhưng mà hiện tại mình nhìn thấy cái góc này thì mình thấy nó rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Nói chung là Honda đã chịu lắng nghe người dùng và thiết kế của Honda đã lên một tầm cao mới, nhìn rất là cơ bắp. Rồi, đó là bài đánh giá của mình, cảm nhận của mình về những cái chi tiết đáng giá trên chiếc Winner X này thôi. Anh em có ý kiến hay là bàn luận gì về chiếc xe này, anh em cứ để lại comment bên dưới ha. Và chúng ta sẽ cùng thảo luận về chiếc xe mới này. Mình rất là háo hức để đón xem cái thiết kế chiếc xe nó như thế nào. Và mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì sẽ được thấy chiếc xe này đầy đường luôn. Tại vì thiết kế nó quá đẹp. Nó sẽ thay thế cho S, làm một cái làn gió mới cho làn xe underbone thể thao cho giới trẻ ở Việt Nam. Chứ bây giờ ra đường cứ gặp S hoài thì cũng chán lắm. Tới lúc nào đó thì Winner này nó sẽ, Honda sẽ lại đứng đầu lại, giống như thời mà Yamaha làm ở những chiếc Novo thì làm mưa làm gió, nhưng mà tới lúc mà Honda nó ra Airblade lại thì Airblade lại ăn đứt cái dòng Novo đó, và cái Yamaha đã khai tử Novo luôn. Thì mình không biết là Winner này liệu có làm được cái lịch sử đó hay không. Nhưng mà mình nghĩ thì hiện tại thì mình vẫn cảm nhận của mình là chiếc Edge và chiếc Winner X này khá là đẹp trong phân khúc underbone, và mình nghĩ hai chiếc xe này nó sẽ song hành với nhau cùng cho giới trẻ những cái sự lựa chọn tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip đánh giá của mình. Nếu như thấy hay nhớ cho mình xin một đăng ký và chúng ta cùng thảo luận về chiếc Winner X này ở bên dưới nhé. Chào tạm biệt các bạn.